Hy vọng là cái tập này có thể cho chúng ta thêm một chút kiến thức về Manhattan cũng như là cái cách mà mình có thể pha chế ra được Black Manhattan. Hi, welcome back to my channel. Hôm nay họ sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn cách làm món cocktail được mang tên Manhattan. Đây là một loại cocktail mà không thể không ai không biết được nếu như bạn là bartender và nếu như bạn là một tín đồ yêu thích whisky. Cũng như các loại classic cocktail khác thì Manhattan đã được ra đời tức rất là lâu, vào những năm 1880. Thì có hai cái giả thuyết mà họ đã tìm hiểu được. Thì một là một người đàn ông tên là Black sống ở New York đã sai sáng ra cái loại cocktail này. Cái thứ hai đó là một club ở New York cũng là mang tên Manhattan luôn. Trong Manhattan sẽ có ba thành phần chính, đó chính là whisky, sweet vermouth và bitters. Thì ngày xưa đó, cái thời xưa thì là xưa đó, thì người ta sẽ sử dụng rye whiskey để làm Manhattan. Nhưng mà bây giờ thời nay đó, vì cái khẩu vị thay đổi cũng như là nó hợp lý hơn so với họ, thì họ sẽ giải thích cho các bạn nhé. Ví dụ như là Manhattan bây giờ thì người ta sẽ sử dụng Canadian whiskey hoặc là bourbon. Tại vì nếu mà sử dụng rye á, thì nếu như bạn có coi cái tập old fashion của họ á, thì rye whiskey thì thường sẽ được sử dụng cho old fashion nhiều hơn. Bởi vì khi mà người ta uống old fashion á, người ta sẽ muốn taste, có lẽ là thưởng thức được cái vị nồng, thật là nồng của whisky và cái lượng đường rất là ít. Khác với lại Manhattan á, thì Manhattan sẽ có sweet vermouth nên nó sẽ làm cho các cocktail của nó ngọt hơn rất là nhiều. Cho nên á, khi mà sử dụng Canadian whisky hoặc là bourbon whisky á, nó sẽ có được cái vị ngọt so hơn là so với rye. Nên là khi mà làm Manhattan nó sẽ tôm lên được cái vị smooth và cái vị hòa quyện của cái cocktail này. Hôm nay họ sẽ sử dụng Four Roses Bourbon để mà làm cái món Manhattan của mình. Đây cũng là một trong những cái tips mà họ sẽ chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là ở nước Mỹ này đó, khi mà bạn làm Manhattan thì nó sẽ set by default, có nghĩa là chuẩn sẽ là bourbon whiskey và old fashion sẽ là rye whiskey. À, một cái điều nữa là nếu như mà bạn mà chỉ muốn học cách làm Manhattan thì các bạn có thể tua qua khúc này nhé, bởi vì họ sẽ nói rất là nhiều về technique cũng như là những cái câu chuyện mà giải thích về rượu. Thì đây sẽ là những cái tip rất là tốt cho các bạn bartender, bởi vì khi mà bạn ngồi nói chuyện với khách á, bạn làm chứ không phải ngồi bạn làm, bạn mà khách ngồi nói chuyện với bạn, thì bạn sẽ có thể chia sẻ được những cái tip mà mình học được cũng như là hồi đó họ đã học được á, họ chia sẻ lại với tất cả các bạn nhé. Hôm nay họ sẽ hướng dẫn với các bạn ba loại Manhattan, đó chính là Classic Manhattan, Perfect Manhattan và Black Manhattan. Nhưng mà ở cái phần này á, cái Perfect Manhattan họ sẽ chỉ để cho các bạn cái ratio và họ sẽ chỉ nói về cái làm như thế nào thôi nhé, bởi vì rất là dễ. Nhưng mà các bạn nhớ chú ý đến về cái phần cuối cùng á, là Black Manhattan. Lúc này mình sẽ bắt đầu làm ra những cái cocktail mà nếu như bạn là bartender thì đây sẽ là cái khúc mà bạn có thể động não suy nghĩ, gọi là brainstorming, để mà có thể là từ cái công thức này bạn có thể chế được một cái Black Manhattan mà bạn yêu thích và có biết đâu là khách của bạn cũng sẽ thích. Manhattan là một stirring cocktail nên là các bạn sẽ không cần shaker nhé, mình chỉ cần mixing glass là đủ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Như là lần trước họ có nói, whisky cocktail thì thường sẽ làm với 2 ounces, thì Manhattan sẽ dùng 2 ounces of bourbon, họ dùng 4 roses. Mình sẽ cần nửa ounce sweet vermouth và 3 giọt Angostura bitter. Và các bạn nhớ nha, khi mà các bạn làm old fashion hay là Manhattan thì lúc nào các bạn cũng dùng 3 giọt bitters. Lý do là tại sao? Tại vì thỉnh thoảng có những cái người khách người ta thích những cái loại whisky nhẹ hơn, ví dụ hoặc là scotch để làm Manhattan. Nhưng mà một cái tip nữa là nếu mà bạn làm old fashion và Manhattan á, thì không có nên làm với scotch. Tại vì scotch cũng như là Japanese whisky đó thì nó sẽ không có đủ cái độ nồng cay mà bourbon hoặc là American whisky hay là Irish whisky, sometimes là thỉnh thoảng là Canadian whisky có thể đem lại. Bởi vì khi người ta uống Manhattan hoặc là old fashion đó, người ta muốn uống được cái vị thật là ngon của whisky, bởi vì đó là một cái tinh túy mà các nhà sản xuất đã cố gắng làm ra và đem đến người chúng ta.
Nên mà scotch không phải là scotch và Japanese whiskey không có ngon, nhưng mà nó quá nhẹ, nên khi mà mình mix với lại ice là nước đá đó thì nó bị dilute, là nó bị hòa tan vào nước đá mất rồi, và cái vị nó sẽ bị mất đi khi mà ra một cái sản phẩm, một cái cocktail. Nên là khi mà bạn add 3 giọt của bitters này vào thì nó sẽ làm được cái sự cân bằng hơn. Ví dụ như nếu mà bạn dùng những cái loại whisky mà nhẹ hơn đó thì Angus Bitter sẽ đem thêm được cái hương vị aromatic, là cái hương vị của thảo mộc, tăng thêm cho cái cocktail này. Còn nếu như mà bạn đã sử dụng cái loại cocktail mà đã nồng nếu như các bạn đã sử dụng cái loại whisky mà đã nồng sẵn rồi đó, thì cái này nó chỉ có thêm cái hương vị, nó nồng thêm thôi, thì càng nồng càng tốt các bạn ạ. Đó là lý do tại sao mà chuẩn của Manhattan và Old Fashioned thì 3 giọt Angostura Bitters. Bây giờ thì mình chỉ cần thêm nước đá vào thôi. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ khuấy trong vòng 15 giây nhé. Về phần garnish thì chúng ta có thể sẽ garnish với lại một cái vỏ cam hoặc là cherries, nhưng mà thường thì khi mà người ta muốn garnish với lại vỏ cam thì sẽ nói với các bạn, còn không thì nó sẽ đi với lại cherry nhé. Và chúng ta đã làm ra được Classic Manhattan. Nếu như các bạn có để ý thì cái màu của Manhattan như thế này sẽ là màu chuẩn nhé, bởi vì nó sẽ được gồm vào những cái màu của whisky. Thứ nhất, cái thứ hai là sweet vermouth, và ba giọt Angostura Bitter sẽ là làm được cái màu cánh gián như thế này, sẽ rất là đẹp. Có nhiều bartender đó họ sẽ không để đủ cái lượng sweet vermouth, và cũng như là cái lượng mà bitter nó sẽ làm ra cái màu rất là nhợt nhạt, nhìn cái ly Manhattan nó sẽ không có hấp dẫn và mình cũng chẳng có muốn uống nữa. Một điều cần lưu ý thì các bạn sẽ xử lý Manhattan giống như là martini, bởi vì nó thực sự là một ly martini, nên đó là lý do mà họ tại sao mà họ có cái ratio là 2 ounce và nửa ounce sweet vermouth. Các bạn ở nhà cứ làm thử đi nhé, bảo đảm là sẽ không có quá nồng của whisky và cũng không có quá ngọt của sweet vermouth. Nó sẽ rất là, cái combination là cái thành phần tổng hợp của nó sẽ rất là đều cái vị ở đây. Ok, tiếp theo sẽ là Perfect Manhattan. Thì như họ nói đó, Manhattan sẽ là một loại martini. Thì Perfect Manhattan thì các bạn có nhớ, nếu mà các bạn coi cái tập trước mà martini của họ thì nó sẽ y chang như vậy thôi. Thay vì là vodka hay là gin thì Manhattan, Perfect Manhattan sẽ là whisky và nửa sweet vermouth và nửa dry vermouth. Thì thành phần ratio ở đây sẽ là 2 ounce whisky, 0.25 ounce sweet vermouth, 0.25 ounce dry vermouth. Các bạn chỉ cần stir. Và đặc biệt á, thì Perfect Manhattan chúng ta sẽ garnish với lại một cái vỏ cam. Và đây chính là cái khúc mà rất là hấp dẫn và họ rất là hứng thú để mà có thể chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là Black Manhattan. Thì Black Manhattan thì cũng chỉ hiểu đơn giản sẽ là whisky base, thì các bạn có thể chọn các loại whisky mà bạn thích. Nhưng mà họ sẽ sử dụng bourbon nhé, bởi vì mình là Manhattan. Thì Black Manhattan, cái thành phần rất là quan trọng để mà có thể được gọi là Black Manhattan có nghĩa là Avena. Avena ở đây là Amaro. Thì Amaro là một trong những loại rượu thảo mộc. Hình như mình ở Việt Nam mình thì sẽ có hiểu giống như là rượu thuốc bắc các bạn, nhưng mà nó ngọt, có loại ngọt, có loại không ngọt. Thì họ sẽ cố gắng hết sức mình để một hôm nào đó họ có thể làm một cái tập về Amaro. Amaro có là cái singular, là cái từ số ít của Amaro, còn cái từ số nhiều sẽ là Amari nha các bạn. Thì hôm nay á, họ không có Avena, nhưng mà họ đã làm hết cái research của mình á. Thì để làm được một cái Black Manhattan thì bạn sẽ chỉ cần 3 thành phần chính, đó chính là whisky, Amaro. Bạn có thể chọn tất cả các loại Amaro bạn thích, không bắt buộc phải là Avena. Avena chỉ là một trong những cái Amaro khởi xướng lên cái phong trào Manhattan, Black Manhattan này mà thôi. Và bạn sẽ dùng bitter thì bạn có thể sử dụng Angostura bitter, hoặc là bạn có thể dùng những cái loại bitters mà bạn thích để tăng thêm cái hương vị. Thì hôm nay họ sẽ sử dụng orange bitters. Orange bitters sẽ là cam, bitters cam nha các bạn nhé. Tại sao mà họ lại rất là hứng thú và thú vị để chia sẻ với tất cả các bạn, là tại vì hôm nay đó họ sẽ không làm cái version mà Classic Black Manhattan, mà họ làm cái version mà họ tự nghĩ ra. Bởi vì họ có Gina. Gina là một dạng model được chưng cất từ cây artichoke.
thì các bạn có thấy đó, thì ở Gina đó cái thành phần, cái khẩu vị của nó sẽ là ngọt hơn là Avena hoặc là những cái dạng Amaro khác, nhưng mà nó vẫn mang được cái hương vị cũng như cái đặc trưng của Amaro, đó là hiểu nôm na là rượu thuốc bắc ngọt. Thì ở bên nước Ý đó, người ta dùng cái này đó là để cho cái đường tiêu hóa là sau bữa ăn, hoặc là uống cái này để mà khai vị. Ngoài Amaro đó thì trên thế giới người ta còn có là Aperitif đến từ nước Pháp, là cái loại rượu mà uống để mà khai vị, hoặc là có dessert wine, và có cả loại được gọi là digestive, là cái loại mà uống để mà có thể giúp cho cái hệ tiêu hóa nó tốt hơn sau bữa ăn. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái Black Manhattan này với Gina nhé. Và cũng không quên là chuẩn bị một cái cold martini shell. Và với Black Manhattan này, họ sẽ garnish với lại orange twist. Vậy là họ vừa làm được Black Manhattan với Gina và orange bitters. Bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Nghe rất là nhiều cái vị cam, bởi vì từ cái vỏ cam này ra. Wow, rất là ngon các bạn ạ. Tại vì họ sử dụng Four Roses Whiskey, có thể gọi là premium whiskey. Nó không có phải là cái loại dở, nhưng mà nó không có quá mắc tiền. Nó rất là vừa túi tiền mà đem lại cái sự hòa quyện, cũng như là những cái gì mà tính độ whiskey đòi hỏi cho một cái bourbon whiskey. Gina như hồi nãy họ nói đó, là nó không quá ngọt nhưng mà nó có cái vị đắng của Amaro. Thay vì cái sweet và muối tết thì nó chỉ là ngọt thôi. Còn Gina đó là bởi vì là Amaro nó sẽ có đắng, và nó có cả ngọt hơn là những loại Amaro khác. Và trong cái Gina thì nó có nhiều loại thảo mộc như họ đã nói, cũng như là các vỏ cam quýt, nên cái sự cộng hưởng của orange bitters và cái vỏ của trái cam này đó, khi mà làm nên cái zest của cái cocktail này á, thì giống như là khi mà mình uống thì cái cảm nhận giống như là mình bị rớt vào trong một cái vựa cam Mỹ vậy đó. Nó thơm, rất là thơm. Mà các bạn có thấy để ý là cái màu của cái loại cocktail này họ làm đó, bởi vì cái Amaro nó tối, nó đen như là cái sweet và mousse vậy đó. Và cộng thêm 3 giọt. Nhớ là mỗi lần làm những cái Manhattan hay là Old Fashion lắm là cũng là phải 3 giọt nhé. Thì wow, quá lần đầu tiên họ làm đúng không các bạn, mà thành công ngoài tưởng tượng. Một điều nhớ là Black Manhattan nó sẽ có một cái vị đắng đắng, bởi vì cái tố chất của Amaro là như vậy. Bởi vậy bạn nào mà là bartender thì cứ thử nhé, mình thử trộn những cái loại Amaro nào mình thích với lại bourbon, rồi mình chọn một cái loại bitters, thì họ sẽ gợi ý với các bạn, bạn không phải sử dụng là orange bitters hay là Angostura bitter, bạn có thể sử dụng black walnut bitter hoặc là chocolate bitter. Thử đi, rồi nhớ là để những cái comment ở phía dưới cho họ nhé. Còn nếu như mà bạn nào ở nhà đó thì bạn chỉ có whiskey và bạn có simple syrup hoặc là sweet vermouth, thì bạn cứ trộn thử, rồi thử làm một cái Manhattan, rồi các bạn để những comment cho Hào coi là bạn có thích hay không. Rồi cái tập của Manhattan đến đây cũng đã hết rồi. Nếu như mà các bạn yêu thích cái kênh YouTube này, đừng quên để lại những comment, để like, rồi share kênh cho Hào nhé. Và xin cảm ơn các bạn, và Hào hy vọng là sẽ gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up.